Trên những cánh đồng dứa bạt ngàn, những người công nhân thu hoạch những trái dứa trưởng thành. Những trái dứa sau đó được vận chuyển về nhà máy, được xử lý làm sạch trong các bể nước lớn. Chúng được đưa lên dây chuyền nơi mà các công nhân sẽ sắp xếp lại bằng tay. Sau đó cuốn được loại bỏ giữ lại phần thân trái dứa. Những trái dứa sau đó tiếp tục được đưa vào dây chuyền để ép nước. Những trái dứa sau đó tiếp tục được đưa vào dây chuyền để ép nước. Sau khi ép, nước cốt được đưa vào các máy xử lý pha chế thành phẩm, còn bã dứa sẽ được ép thành các vỉ phục vụ cho nông nghiệp hoặc các nhu cầu sử dụng khác. Nước cốt sẽ được các kỹ sư kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng chai thành phẩm sản xuất ra thị trường. Vậy những trái dứa không đóng chai sản xuất sẽ đi đâu? Chúng cũng sẽ được đưa vào nhà máy. Ở đây những trái dứa sau khi làm sạch sẽ được các công nhân phân loại và đưa vào các thùng sản phẩm. Các thùng dứa sẽ được kiểm tra kỹ, dán nhãn và xuất tới các thành phố, siêu thị, công ty.